Chào các bạn nhé, con iPhone 7 64GB đây, hình thức đẹp phết đấy. Không xước sát gì mấy này, vỏ đẹp này. Bạn đến là có yêu cầu thay của pin mới này. Mình đã thay của pin mới cho bạn đấy nhá. Tình trạng pin bây giờ là 100% này. Nhưng bạn đã chuyển khoản cho mình 2.100.000 nhá. Đây, mình đã chốt cho bạn Văn Hưng này. Nhá. Mua con 7 của anh này. Ok nhá, địa chỉ là ở Hà Nội nhá. Bạn có thể gọi điện trực tiếp số này xác nhận nhá. Nhiều bạn cứ nghĩ là mình đăng lên là ảo, mình đăng lên không bán nhá. Nhưng mà các bạn hãy nghĩ lại nhá. Máy thì dành cho tất cả mọi người. Ai mà cứ dứt khoát mua mà chuyển khoản luôn ấy thì mình sẽ gửi cho các bạn. Chứ nhiều bạn còn lom dom nghĩ là mình lừa đảo. Mình đã khuyên các bạn rồi. Khi nào thật sự tin tưởng thì các bạn hãy mua máy bên mình và săn máy bên mình. Đấy, iPhone 7 mình bán đây nhá. Cả pin mới này, hôm qua mình nói này, 2.1 thì bạn chuyển khoản luôn nhá. Đấy. Mình bán là bán thật, mình đăng thật nhá, chứ mình không có châm gió đâu anh em nhá. Đây con 7 Plus mình có sẵn đây. Đây nhá, 7 Plus hôm qua mình đăng lên này. Có đây 2.5 triệu nhá. Mình sẽ bán cho bạn Trọng này nhá. Bạn Trọng bán chuyển khoản cho mình 2.5 triệu đây. Anh người đông chưa đây nhá. 2.5 triệu này. Đấy mình đăng lên đây này. Bạn ấy có tin nhắn này, anh ơi cho em mua con 7 Plus 2.5 triệu đúng không? Hôm qua mình bán 7 Plus 2.5 triệu nhá. Mình đăng là đăng thật nhá. Anh em đừng nghĩ là mình chém gió đây này. Đấy. Dành cho những ai có duyên thật sự mình thì mới mua được máy của mình, chứ không phải là lúc nào ai cũng mua được nhá. Nhưng nhiều bạn nghĩ mình chém gió là các bạn nghĩ lại đi, mình bán là bán thật nhá. Đây. Bạn này đưa số điện thoại đây. Xin phép em Trọng và em Hưng nhá. Anh đăng số lên thì cho người ta tin thôi, chứ anh không có ý gì đâu. Nên có gì anh em thông cảm cho mình nhá. Đây, còn con 5S này 200.000 hôm qua mình mua 200.000 đây. Mình bán mình để cho em Kiệt này. Kiệt này. Vì em này là em theo dõi mình đâu rồi. Đây. À bắp xong để em nha, đấy không? Đừng bán nhanh, đúng không? Đấy, em này theo dõi mình rất lâu rồi, mình ưu tiên mình để cho em đấy nhá, con 5S đây. Mình mua 200 mình bán 300 nhá. Để mình đăng lên cho mọi người biết là mình đăng thật là bán thật nhá. Có gì anh em mua máy gì thì liên hệ mình nhé. Đây nhá, bên là dành cho những ai gọi là đam mê muốn tìm hiểu nhá. Bên sau đây mình sẽ chỉ cho các bạn cách phân biệt ổ cứng của một cái main này. Mình có thể xem bộ nhớ của cái main là bao nhiêu mà bạn không cần vào bên trong. Mình chết bạn cũng biết được con này bộ nhớ bao nhiêu nhá. Riêng ổ cứng ấy có ba loại này. Toshiba này nhá, nhìn Toshiba chưa? Anh nhìn Toshiba chưa? Nhìn rồi. Toshiba này. Và đây này, Sneaky này, Skinny này, Skinny. Mà Sneak này nhá. Và Toshiba này có 3 loại. Đây là anh nhìn cái G7 này, G7 chưa? G7 nhá. Rồi. G7 56GB. Thì nhá. G8, đây G8 này là 32GB. Đây G8 đây. Đây Toshiba này, G8 này, nhìn G8 này đây này. Rồi, thấy rồi. 32GB, G9 là 64GB. Đấy, G9 là 64GB. 789. Đấy, đây là ổ Toshiba. Nhìn riêng đặc biệt ổ Toshiba đây. Rồi, cứ nhìn G nó. Đúng rồi, nhìn G. G7, G8, G9. Đấy, không có G10. Rồi. Rồi. Đây là G7 đây. Nhìn phát là biết này G16GB này. Rồi. Đấy, G8, G9. Đây G9 này 64GB này. Rồi. Đấy, đây nhá. Toshiba đầu tiên. Nào G8. TD. Này, TD này, nhìn TD. À, TD, G8. TD này, chữ TD này là 16 này. Rồi. Còn tìm đây, TF. TF này nhìn ra Sneaky. TD là 16. TE là 32. TF là 64, con này TF. Nhìn chưa? Rồi. TF này. Nhìn thấy không? TD là 16. TE thì là 32, đây là TF. TF là 64. Thấy chưa? Còn đâu là ổ thứ loại ổ thứ 3. Nó là ổ SATIS. SATIS 16, đây là ghi 16 luôn. Rồi. À, nhìn đâu? 16GB. Còn đâu là 64GB, nó ghi 64GB, nhìn chưa? À, thằng đấy nó ghi sẵn luôn. Nó ghi sẵn luôn. Đấy, nó ghi sẵn luôn. Đây cách phân biệt cho anh em là khi... Có Toshiba và đấy. Cái kia là đấy. Phải nhìn đấy rồi. Ví dụ như cái này. Ổ này. Đây, ổ này chỉ dành cho 7. Thì mới có là ổ này. Hoặc 6S, ổ này. T0T là 128. Đây, T0T3 đây này. Số 3 sau nữa là 256GB. Đấy, cái ổ này nó ít gặp. Thì khi nào mình dùng lên 6S7 mình ít gặp được ổ này. Đây là cái ổ này ổ 256GB này. Yeah. Đấy, bây nhìn anh đoán thử xem nhá. TD là gì? Bao ghi? TD là 16. TD 16. TD mà E là 32. TF là 64. TF. Đấy. TD. Đây. TF là 64, TD là 16.
đấy, tiếp chỉ gửi cho anh một cái bảng đấy nhá. Rồi. Anh em nào muốn đâm với công nghệ này đây, trên lưng này là những cái thông tin cổ cứng các bạn đấy, bên đây những kiện hàng mình gửi đi chiều người ta sẽ phát đây, thông báo anh em nhé. Nhiều anh em gửi máy cho mình thì anh em lưu ý thay anh những con máy đây, một bạn ở Bắc Ninh gửi cho mình nhé, không biết đây vừa mình bóc xong thì con trực tiếp cho anh em xem. Thứ nhất là ốc không có này, thứ hai ấy thì anh em phải hiểu là như này, các bạn gửi này chỉ mất tiền công của bạn, các bạn gửi đi thôi nhá. Những cái máy mà ví dụ máy nắp bét như này anh em gửi đi làm gì, nhìn chắc chắn mình chắc không sửa được rồi. Như này anh em nhìn con máy nhìn chưa, mình nhật lên phát ốc không có đúng không, IC không có nhìn chưa, bê bê này nhá, con A này thì đóng rồi nhá, lồng pin thì không có này đúng không, con máy chắc chắn các bạn đã sửa được gửi đi cài nát rồi, không được gửi mình thì thật sự là những con nào em khuyên các bạn này, khi nào con nào zin thì hãng gửi, còn con nào sửa nhẹ thì hãng gửi, những con nào mà đặt ra như này thì các bạn nhìn có muốn sửa không, chắc chắn các bác nhìn chắc không muốn sửa thôi đấy. Cái điện thoại này bây giờ mà mình gửi cho lại cho các bạn thì còn chúc các bạn mất tiền cước không đúng không, những con máy nào nên gửi thì gửi, những con máy nào mà các bạn cảm thấy không gửi được thì anh em bán thanh lý nhá, bán thanh lý mình mua, chứ những con máy này thì các bạn để cũng chẳng làm gì cả đấy, mình sẽ mua lại giá xác để mình ví dụ tận dụng cái vỏ này, cái cam này đấy, các bạn xác định gửi sửa. Những con này thì hầu như là bắt các bạn nhìn xem IC bay ben thì không có, không đồng bộ được cái máy thì làm sao mà sống được đúng không anh em. Anh em nào nếu mà máy nát đã gửi sửa không sửa được, thanh lý đồ mang mình sẽ mua cho giá cao luôn anh em nhé, lưu ý nha anh em nhé. À, em đã bóc cái con 7 của bạn ở Bắc Ninh gửi cho mình nhá. Con này thì em kiểm tra đấy nhá, mất con này, con bay ben này, con quản lý bay này sẽ không có sóng này, con nguồn bay ben này, con này thì mình nghĩ là con này vẫn sống nhá, nhưng mà do nó chập vào con tụ chỗ này nhá, dẫn tới tình trạng bên nóng máy sẽ không lên được đấy, sẽ nóng máy không lên được. Con này thì mình chỉ cần gãy lên tụ đi chỗ này thì được ngay, con này thì mình làm hộ anh em thôi nhá, con này hết chập rồi, nhưng mà con này lên sẽ mất đi mây, chắc cái bên này hồi xưa của bạn nó mất đi mây rồi, bạn chủ yếu muốn lên để dùng wifi rồi đúng không. Đây anh quay em phát, đây mình sẽ lắp con 7 lên cho anh em xem nhá, con này nó chập không lên gì nhá, mình sửa hộ anh em thôi, con này thì nó dễ, mình không thay thế gì cả, nó chập vốn tụ thôi. Bình thường cái này các bạn ra cửa hàng sửa đấy thì nó lấy tầm 200-300 đấy, nhưng con này mình chỉ sửa hộ anh em thôi nhá, anh em ở xa gửi máy cho mình có thể mình sửa hộ thôi nhá. Bây giờ mình sẽ bật nguồn cho anh em xem này, con này lúc đầu nó không lên, chập con tụ đấy. Nghe rồi anh em nhé, vừa nãy là nó chập nó không lên. Bây giờ sau thời gian mình sửa, gọi là mình sửa hộ thôi, hộ anh em ở Bắc Ninh này, nó lên rồi. Lên rồi thì con này nó bị mất có hai con IC, đó là con nguồn bê ben và IC cấp áp và con bê ben. Đấy thì bây giờ mình đã sửa hết chập và nó lên bình thường. Đấy, mật khẩu là gì thì tí nữa mình sẽ hỏi bạn đấy là mật khẩu gì nhá. Ok, nó lên rồi anh em nhé, bạn này ở Tiên Du Bắc Ninh này. Đấy, còn mình sửa hộ thôi. Anh em là cũng máy chập, mình cảm thấy cái gì hộ được mình hộ, còn không cái gì mình thay thế mình đáng lấy tiền mình lấy tiền nhá. Ok anh em. Tiếp tục cho ngày hôm nay thì mình vừa nhận được một đơn này xong của một anh ở đâu đây? Anh ở Hà Nội nhá. Hà Nội này. Anh gửi cho mình con 7 này là xem hộ mình máy này với, buổi tối vẫn dùng bình thường, sáng ra rút sạc không thấy máy lên. Cảm giác nghe thấy kêu chú tí táo. Đây mật khẩu màn hình luôn. Ok nhá, giờ anh em sẽ sửa hộ này. Đây cầm đây. Đây, ốc mình tháo ra nhé. Tiếp tục đây. Con 7 thì mình nên gãy từ 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 thôi. Đây nhá. Lật cái bên này ra này. Đấy, máy thì mình đây. Anh em mình xem, những cái máy này nhìn đã muốn sửa rồi đúng không? Những máy này nhìn muốn sửa rồi, trước tiên mình sẽ phải kẹp nguồn đã, xem nó tình trạng nào đã. Ốc thì hơi độ sọ tí. Ốc này chắc tháo rồi đây. Những con máy này nhìn lồng nước con nguyên này thì mình có muốn sửa nữa đúng không? Thì nó thích. Tiếp tục này. Kiểu này chập này. Hiện giờ con này động chập này anh em nhé. Này chập này. Ok nhá, giờ mình sẽ tháo con này ra. Con này mình tháo ra anh em nhìn xem. Zin luôn. Đấy, những con này làm rất là sướng luôn. Những con này mình khẳng định 100% làm được. Ok anh em nhé. Anh cầm em bắt. Mình sẽ quay trực tiếp mình bóc lồng vào nhá. Bóc lồng siêu giá này. Đấy. Rất đẹp luôn. Đấy, những con này mình có thể mình làm thích luôn. Chập đúng không? Bây giờ đầu tiên, bước đầu tiên mình có thể mình sờ vào xem con nào nóng ạ.
đa số nhiều con chập với AC Wi-Fi, những con này mình gặp nhiều rồi. Mình gặp nhiều rồi, nó bị chập AC Wi-Fi. Nếu AC Wi-Fi này ấy, mình phải làm mình phải mất tiền rồi. Con AC này mình thay con này. Đấy, giờ mình sẽ chờ. Có một lúc này. Anh em, đấy, rất là nóng luôn. Đấy, rất nóng con Wi-Fi này. Thì nó chập con AC Wi-Fi anh em ạ. Con này thì mình có thể mình lấy 100 nghìn thôi. Mình bình thường những con này IC Wi-Fi mình nhận thử sửa thợ là 200 rồi. Anh em hiểu chưa? Nhưng mà anh em chơi cộng đồng mình lấy 100 nghìn gọi là tiền IC thôi. Còn công xá mình hộ nha anh em nhá. Đấy, giờ mình sẽ làm được con này. Ok. Nhá, bây giờ mình sẽ kiểm tra lại con này nhá. Vừa nãy mình đã IC thay IC Wi-Fi xong rồi. Bình thường IC Wi-Fi mình khẩu cứng đó. Đây này. Tiếp tục nhá, mình sẽ kẹp nguồn vào xem. Vì nó chập nóng quá dẫn tình trạng pin nó kẹt hết luôn. Rồi mình sẽ nắp vào mình thử lên được nhá anh em nhá. Con này có mật khẩu gì? Mật khẩu mà mình không nhớ gì? Không nhớ một gì luôn. Có ai cái lao không? Cái lao của em hay của ai? Cái lao của ai? Được rồi, để tí chờ lấy nhá. Chờ mấy chục con? Ừ, 50. Những con nào quay mật khẩu này nhá anh em nhá, nhìn lưu ý này. Chúng tôi bị thế này. Đây nhá, ở đây 261992 đúng không? Anh mình có thể mò này. 260192. Vội hóa bố rồi. Nhiều người người ta để vào đấy nhưng mà cũng có thể là 011992. Đấy, nên là anh em đây là một kinh nghiệm cho anh em ấy. Mình vào bình thường mình vào cái phần có cái chữ sinh. Đây, y tế này. Đấy. Luôn. Chiều cao 1m64 này. Thì mình đã đa số đặt một ngày tháng sinh nhỉ. Ừ. Sao lại có cái này hay nhỉ? Con này nếu mà mình muốn nhanh ấy thì mình sẽ chặn lại phần mềm anh em nhé. Đây con 7 của ông anh ở Hà Nội gửi cho mình đây. Thì trong mình làm con này tính ra là trong vòng con này mình tính ra trong vòng 15 phút mình xong con này. Tí nữa mình sẽ xin mật khẩu, mình sẽ test wifi. Xong mật khẩu có mật khẩu đây này. Có mật khẩu. 280578, con này mình làm trong vòng 15 phút xong nhé. 280578 này. Đây của anh đã ok rồi anh nhá. Con này rất nhanh luôn, em lấy của anh con này 100 nghìn thì tiền thay siêu wifi nhá anh em nhé. Đây, wifi ok nhá. Đây em test thử lúc. Đây, máy của anh ok nhá anh nhá. Uy tín luôn anh nhá, đây tí chiều em sẽ gửi luôn cho anh, ok.